Đồ gỗ Bảo Đại chúng em xin kính chào tất cả các bác ạ. Cảm ơn các bác những clip vừa qua đã ủng hộ cơ sở đồ gỗ Bảo Đại chúng em rất là nhiều ạ. Hôm nay cơ sở đồ gỗ Bảo Đại chúng em muốn nên giới thiệu cho các bác về một số sản phẩm đồ gỗ ạ. Và sản phẩm đầu tiên em muốn giới thiệu đến cho các bác đó là một tượng ông cụ Di Lặc Phục Sâm ạ. Ở đây. Đầu tiên em cũng xin đo thông số cho các bác về ông tượng Di Lặc Phục Sâm này ạ. Tổng chiều dài ở đây ạ. Em đo là vào khoảng 29 cm ạ. Và chiều cao em đo là vào khoảng 17 cm nha các bác. Và để em đến gần để em quay chi tiết hơn cho các bác ạ. Cái đầu tiên, ông tượng cụ Di Lặc Phục Sâm này có chất liệu là gỗ chắc ta Việt Nam nha các bác. Chất gỗ đỏ đen ạ. Đó, rất là quý hiếm luôn ạ, rất là đẹp. Và đầu tiên bên này ạ, đó là một thỏi vàng ạ. Đây, đến đây, cụ ạ, đó. Nhìn mặt cụ ạ, đó, rất là hoan hỉ luôn ạ. Đó, các bác xem ạ. Cười rất là tươi, còn bên này là hình cục sâm nha các bác. Đây, quay mặt sau cho các bác xem ạ. Đó, gỗ là gỗ nguyên một khối luôn nha các bác. Đó, vân gỗ thì cực kỳ là đẹp luôn ạ. Đây, các bác xem. Đó, mặt sau đây ạ. Đó. Tại vì ông Di Lặc Phục Sâm này em cũng xin báo giá giao lưu với tất cả các bác. Giá là 1.800.000 ạ. Em cũng bao miễn phí ship toàn quốc cho tất cả các bác ạ. Và sản phẩm tiếp theo em muốn giới thiệu đến cho các bác đó là một ông cụ Di Lặc cây gậy như ý ạ. Đầu tiên cũng xin đo kích thước cho các bác ạ. Tổng chiều dài nhất ạ, ở đây em đo là khoảng 25 cm ạ. Và chiều cao từ mặt đất lên đến đỉnh ạ, em đo là khoảng 29 cm nha các bác. Em đến gần em quay chi tiết hơn cho các bác ạ về cụ Di Lặc cây gậy như ý ạ. Đây là các bác xem ạ, đấy là lúa nha các bác. Đó, các bác đã thích chơi lúa, nó là lúa nguyên một khối nữa ạ. Đó, không có chắp ghép gì đâu. Gỗ rất là đẹp luôn. Dạ, đem quay chi tiết em mặt sau các bác xem ạ. Đó. Em để nguyên ạ, đây các bác xem ạ. Đó, chất gỗ tự nhiên ạ, rất là đẹp luôn. Là với ông cụ Di Lặc. Cái gậy như ý này em cũng xin báo giá giao lưu với tất cả các bác. Giá là 1.200.000 ạ, em cũng bao miễn phí ship toàn quốc cho tất cả các bác ạ. Và sản phẩm tiếp theo em muốn giới thiệu đến cho các bác. Nó một siêu phẩm bên cơ sở đồ gỗ Bảo Đại chúng em ạ. Đó là một ông Đạt Ma. Ông Đạt Ma này có chất liệu là gỗ bách xanh nha các bác. Mùi hương gỗ rất là thơm ạ. Không nạc đi đâu là được ạ. Đầu tiên em cũng xin đo kích thước cho các bác về cụ Đạt Ma này ạ. Tổng chiều ngang ở đây ạ, em đo là vào khoảng 59 cm nha các bác. À, tổng chiều cao ạ, từ chân đế ạ lên đến đỉnh ở đây ạ, em đo vào khoảng 42 cm ạ. Và chiều sâu em đo em ướm là vào khoảng 29 cm ạ. À, em đến gần ạ, để em quay chi tiết hơn cho các bác. Để ông đặt ma bay này ạ. Cụ Đạt Ma này có chất liệu là gỗ bách xanh nha các bác. Đây các bác xem ạ. Đó các bác xem ạ. Đó. Từ gương mặt ạ, các đường đục chạm ạ. Cực kỳ nó có hồn luôn ạ. Đây các bác xem. Đó. Lũa này cũng là nguyên một khối luôn nha các bác. Đó em quay tiếp cho các bác ạ. Đó các bác xem ạ. Đó các bác xem ạ. Đó. Một siêu phẩm. Bên cơ sở đồ gỗ Bảo Đại chúng em ạ. Giá với cụ Đạt Ma này em cũng xin báo giá giao lưu với tất cả các bác, giá là 3.600.000 ạ. Em cũng bao miễn phí ship toàn quốc cho tất cả các bác. Và sản phẩm tiếp theo đây ạ, em muốn giới thiệu đến cho các bác. Đó là một chiếc hộp chè ạ. Chiếc hộp chè này có chất liệu là gỗ chắc ta Việt Nam nha các bác. Và khảm trên nền gỗ chắc đây ạ, đó là khảm ốc ạ. Đó, ốc sa cừ ạ, bảy màu rất là đẹp đấy nha các bác. Khảm cảnh tứ quý bốn mùa ạ. Các bác xem ạ, nghĩa có bốn mùa xuân hạ thu đông ạ. Đó. Và chiếc hộp chè này, chiếc hộp chè cũ này ạ. Em cũng mới gia cố thêm ạ. Đó. Đấy, khóa, đó, khóa vít đồng đây ạ. Em mới gia cố thêm nha các bác. Chất liệu gỗ thì rất là đẹp luôn ạ. Các bác xem ạ. Đó, trong ngoài như nhau. Đó, và trên mặt đấy của bác. Đó. Đó,
đó những cái hình bông sen, lá sen ạ, cái phần mặt trong này các bác. Đó, các bác xem. Chất gỗ thì rất là đẹp luôn. Trong ngoài như nhau ạ. Em cũng xin đo kích thước cho các bác về chiếc hộp chè gỗ chắc này ạ. Tổng chiều cao em đo là 21 cm ạ. Và chiều ngang em đo là 12 cm ạ. Các bác xem chi kỹ chiếc lò có thể kết bạn với em qua số điện thoại Zalo 0945 058 115 ạ. Em có thể gửi ảnh chi tiết hơn cho các bác về tất cả các sản phẩm ạ. Với chiếc hộp chè gỗ chắc này em cũng xin báo giá giao lưu với tất cả các bác. Giá là 2.500.000 ạ. Em cũng bao miễn phí ship toàn quốc cho các bác ạ. Và sản phẩm tiếp theo em muốn giới thiệu đến cho các bác. Đó là một chiếc đĩa ạ. Chiếc đĩa này có chất liệu là gỗ vụ hay còn gọi là gỗ vụ mật ạ. Đầu tiên em cũng xin đo kích thước cho các bác về chiếc đĩa ạ. Chiếc đĩa này em đo có đường kính là 37 cm nha các bác. Và tổng chiều cao ạ, từ chân đế ạ nên đến đỉnh ạ, em đo là vào khoảng 44,5 cm nha các bác. Em đến gần em quay chi tiết hơn cho các bác về chiếc đĩa ạ. Chiếc đĩa này có tên gọi là bát tiên của hải nha các bác. Đó, các bác xem ạ. Các đường nét cắt tỉa ạ. Hàm ốc Singapore bảy màu rất là đẹp luôn nha các bác. Các đường nét cắt tỉa gương mặt để các bác xem ạ. Cực kỳ nó có hồn ạ. Các đường nét cắt tỉa rất là tơ tóc ạ, chi tiết sắc nét. Từng chi tiết nhỏ ạ. Đấy, các bác xem ạ. Các bác xem video thấy hay thấy đẹp có thể cho em xin một lượt đăng ký kênh ạ, để em có thêm động lực phát triển kênh và giới thiệu đến các bác nhiều sản phẩm hơn nữa. Em quay mặt sau cho các bác ạ. Đó. Mặt sau các bác xem ạ. Gỗ là nguyên khối ạ. Rất là liền nạc và dày dặn ạ. Và với chiếc đĩa bát tiên của hải này em cũng xin báo giá giao lưu với tất cả các bác. Giá là 3.500.000 ạ. Em cũng bao miễn phí ship toàn quốc cho các bác. Với chiếc đĩa bát tiên của hải này ạ. Và sản phẩm tiếp theo em muốn giới thiệu đến cho các bác. Đó là một bộ bàn ăn ạ. Bộ bàn ăn lè quạt này ạ. Gồm có 8 ghế và một bàn. Đầu tiên em cũng xin đo thông số cho các bác về chiếc bàn ăn lè quạt này ạ. Đường kính mặt ạ, ở đây ạ, em đo là 130 cm ạ. Và chiều cao từ mặt đất lên đến mặt bàn ở đây em đo là vào khoảng 72 cm nha các bác. Và em đến gần lại em quay chi tiết hơn cho các bác về chiếc bàn ạ. Bộ bàn ăn lè quạt này có chất liệu là gỗ vụ ạ, hay còn gọi là gỗ vụ mật ạ. Em đến gần em quay chi tiết cho các bác ạ. Đó, các bác xem ạ. Được thảm ốc ạ, rất là đẹp luôn ạ. Đấy, các bác xem, đó, các đường đục chạm ạ, được khảm ạ. Đó, thảm ốc bảy màu rất là đẹp luôn nha các bác. Đó. Các bác xem ạ, đó, những cái đường đục chạm ạ, và các tỉa này đây các bác xem ạ, được chạy quanh bàn luôn nha các bác. Đấy, nên đến mặt đây các bác xem ạ. Bên trong đây được thảm cảnh ạ, đó đang thành tùng hạt ạ, khảm ốc xà cừ ạ, đó, rất là đẹp luôn ạ, các đường nét cắt tỉa rất là tơ tóc và sắc nét ạ. Này các bác xem các viền khung ạ, những đồng tiền ạ chạy quanh mặt bàn luôn nha các bác. Đó, đây các bác xem sang bên này, đó là một đôi phượng ạ. Này các bác xem, đó một đôi phượng là phía bên ngoài bàn đây các bác xem ạ, được khắc cảnh từ 4 mùa xuân hạ thu đông ạ. Đó, chạy quanh mặt bàn luôn nha các bác. Tiếp theo em sẽ quay sang bên chân ạ. Ở dưới chân này các bác xem nó có 4 trụ ạ. Đó, dưới chân này các bác xem, đó 4 trụ đây các bác xem. Em đo đường kính trụ chân này em đo vào khoảng 12 cm nha các bác. Cực kỳ là dày dặn ạ, các đường đục chạm ạ, đó rất chi tiết ạ. Dưới chân ạ, đó là 4 con lân ạ, đó các đường nét đục chạm rất là chi tiết ạ. Giữa đây đó là, đó trụ trụ giữa này nguyên khối nha các bác. Đó. Và tiếp theo 8 chiếc ghế này có kích thước là như nhau ạ. Em cũng xin đo thông số đại diện một cái ạ cho các bác. Em đo chiều
chiều ngang ở đây em đo là 52 cm ạ. Và chiều sâu của ghế ạ, em đo là 42 cm ạ. Và tổng chiều cao em đo là 100 cm nha các bác. Vậy em đến gần ạ, vậy em quay chi tiết hơn cho các bác để chiếc ghế lên quạt này ạ. Ở đây các bác xem ạ. Đó, các đường hai chân trâu ạ, chạy quanh ghế ạ. Đó, các đường chạm ạ. Ốc xa cứ rất là đẹp luôn. Tất cả ván mặt bên trong là ván liền nha các bác. Ở đây đi lên trên ạ. Đó, các bác xem ạ. Hình một cây quạt ạ. Đó, những hình lẻ quạt này ạ. Đó, được. Thảm ốc xin cấp. Thảm ốc rất là đẹp luôn, ốc xa cử. Các đường cắt tỉa hả? Dây neo liên chi ạ. Đó. Các hình con giống này các bác xem ạ. Đó. Đó, các bác xem rất là đẹp luôn. Đây, em cho em chi tiết hơn cho các bác ạ. Các bác xem. Gỗ thì rất là liền lạc và dày dặn nha các bác. Đó. Đây, các bác xem ạ. Nhưng mà sao đây ạ? Đó, thì cầm ghế ạ. Gỗ rất là liền lạc và dày dặn ạ. Dạ, với bộ bàn ăn lẻ quạt này em cũng xin báo giá giao lưu với tất cả các bác. Giá là 65 triệu ạ. Em cũng bao miễn phí ship toàn quốc cho tất cả các bác ạ. Và sản phẩm tiếp theo em muốn giới thiệu đến cho các bác. Đó là một chiếc bình phong ạ. Chiếc bình phong này có chất liệu là gỗ chắc ta Việt Nam. Và khảm trên nền gỗ chắc. Đây các bác xem ạ. Thân ạ. Đó, thân là thân xưa. Cái phần trắng này ạ. Đó là ngà ạ. Ở đây đá, chất liệu đá quý ạ, nguyên liệu vô cùng quý hiếm ạ. Đầu tiên cũng xin đo kích thước cho các bác về bức bình phong này ạ. Đã tổng chiều dài nhất ở đây ạ, em đo là 127 cm ạ. Và chiều cao em đo là vào khoảng 76 cm nha các bác. Và sâu 29 cm ạ. Em đến gần em quay chi tiết hơn cho các bác bức bình phong này ạ. Bức bình phong này trước thì em có một tấm ạ, thì em bán rồi. Bây giờ em còn có thêm tấm này thì nhỏ hơn ạ, kích thước nhỏ hơn ạ, nhỏ hơn tấm trước một ít nha các bác. Bức bình phong này có chất liệu là gỗ chắc ta Việt Nam, để các bác xem ạ. Và khảm trên nền gỗ chắc, để các bác xem, giới thiệu đến cho các bác ạ. Đó, thân đây ạ. Đó, thân là thân gỗ xưa, thân trắng đây đó là ngà. Bên này là một đầy, các bác xem một đôi phu thê ạ, đôi phu thê viên mãn. Đó, ý nghĩa và tình nghĩa vợ chồng này các bác. Đó, những nguyên liệu vô cùng là quý hiếm ấy, tạo nên một bức tranh ạ, một siêu phẩm. Bên cơ sở đồ gỗ Bảo Đại chúng em ạ. Đây các bác xem, đi ra bên ngoài khung đây các bác xem ạ. Đó, những hình con rơi ạ, những đồng tiền ạ. Đó, những rơi tiền này các bác xem ạ. Chất gỗ đỏ đen ạ, cực kỳ là chất gỗ rất là già luôn ạ. Đó các bác xem, vần gỗ còn quại luôn, chất gỗ rất là đẹp. Đây em đi đến phần dưới đây các bác xem ạ. Đó, các đường truyện này, gỗ rất là đẹp luôn ạ, chất gỗ đỏ đen. Phần dưới đây các bác xem, đó, các đường đục chạm rất là tỉ mỉ và sắc nét ạ. Đó, những hình con rơi đấy ạ, rơi ngậm kim tiền đây các bác. Đó các bác xem, đó, các đường đục chạm rất là chi tiết và sắc nét ạ. Bức bình phong này không có điểm chê nha các bác. Gỗ rất liền lạc và dày dặn. Dạ, với bức bình phong của gỗ chắc này em cũng xin báo giá giao lưu với tất cả các bác. Giá là 43 triệu ạ. Em cũng bao miễn phí ship toàn quốc cho tất cả các bác ạ. Các bác xem video thấy hay, thấy đẹp cũng có thể cho em xin một like và một đăng ký kênh để em có thêm động lực phát triển kênh và giới thiệu đến các bác nhiều sản phẩm hơn nữa. Và các bác xem video thấy chưa kỹ chưa rõ có thể kết bạn với em qua số điện thoại Zalo 0945058115.